Hello, em xin chào anh chị trong nước và ngoài nước. Hiện tại giờ em có mặt ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ ha. Hôm nay em vô gặp một nhân vật rất là đặc biệt, nhân vật thần thánh luôn cả nhà ơi. Rồi giới thiệu đi. Ở đây là chỗ nào vậy? Giới thiệu. Em bán bột chiên. À, cái gì mấy anh mấy chị ủng hộ. Dạ em làm cảm ơn anh chị. Dạ cái gì ủng hộ mà em. Dạ em bán bột chiên nhưng mà em em không có đi, em định nói câu đó mà em sợ em không dám nói. Xin chào anh chị vô ăn ủng hộ giùm em. Dạ em cảm ơn anh chị. À, chào mọi người chưa? Chào mọi người. Chúc anh chị sức khỏe. Rồi hôm nay lên ông chủ hả? Nhưng mà ông chủ còn đi dép tổ ông là không được đâu nha. Ai mà đi dép tổ ông trời. Đây đâu lấy là dép khác. Chủ ok, người ta bóp bơ e đồ ok, lịch sự mang giày, mang đồ vô. À, quay trở lại là quán bột chiên của anh A Xỉn. Thì A Xỉn là nhà Cường quán gấp rồi, trời trời. Sao Cường, nhà Cường mới gấp mới lại, thấy nhà Cường mới gấp rồi. À, bột xiên A Xỉn là có giá là 25.000. Thì ở đây chưa có ai ăn uống gì hết, vô xem cái xe bột chiên cả nhà ơi. Đó, bột chiên tự chế biến. Cái chị chế biến là ai, giới thiệu đi. Dạ, chị của em. À, là A Xỉn thứ mấy? Thứ 9. Thứ 9, chị này... thứ sáu, chị sáu rồi đó, anh ba anh ngại rồi. Cả nhà ăn bột chiên hết hay sao nè? Kéo nguyên Ben ăn ra gì là có khuyến mãi không, có tặng gì không? Chàm đó, khỏi chàm nữa đâu. Rồi chào mọi người cái ơi. Chào mọi người rồi em giờ chị mới nói lăng anh. Cảm ơn. Em cảm ơn anh chị nha. Em mấy anh chị tới ủng hộ mà em. Dạ. Anh tới giúp đỡ. Dạ. Hôm giờ bán được không? Dạ cũng gai ra. Nếu mà bán không được mình làm ngày khác đi ha. Có ngày một chuyên quen rồi. Anh ơi. Dạ, nhờ mấy anh mấy chị ủng hộ. Địa chỉ ở đâu? Dạ, địa chỉ ở đây tường hả? Chồng mình trọng. Đúng rồi. Số nhà 128B. À. Quán này có gì đặc sản? Này có món bột chiên này là nước. Bột chiên nghe chiên thơm rồi đó cả nhà ơi. Em đói bụng dữ lắm rồi. Bột chiên ở đây có làm từ thiện không? Em hỏi bột chiên có làm từ thiện không? Anh chị ủng hộ, chứ anh chị ủng hộ với em đi. Bác làm từ thiện. Không phải, ý em không phải hỏi vậy, là tụi em lại đây là có bao tụi em không, có làm từ thiện cho tụi em không á? Có là không nha. Em buôn bán là buôn bán. À, tổng cộng là nhóm em đi là tổng cộng là à, bây giờ vậy đi, là có nghĩa ăn bột chiên là bao nước uống đi ha, được không? Bao trà đá uống miễn phí đi ha. Ủa Xỉn năm nay nhiêu tuổi Xỉn? Xỉn chung hơn. Xỉn 47. 47 rồi cả nhà ơi. Xỉn có yêu tiễn tử không? Không, có yêu tiễn tử bạn. Có yêu danh không? Không, không luôn. Em kẹo A Xỉn chơi ha. Bây giờ em tới quảng cáo 25.000 nè cả nhà. À, ở đây thành phố. Trời ơi. Ủa nó ngồi nhắn tin hoài cả nhà ơi, nó không chịu vô. Nó bụng nó kêu vô ăn. Hôm nay Hân Trần cảm ơn chị Sala rất là nhiều, tài trợ chương trình game rồi còn tặng quà nữa cả nhà. Đó. Hôm nay chị Sala cũng thấy A Xỉn vui vẻ, chị Sala nói thôi qua A Xỉn ủng hộ cho em Út nó đi. Đó, thì hôm nay nhóm Hân Trần mới đến ở đây. Địa chỉ là 128B Trần Bình Trọng, phường 1, quận 10 ha.
ủng hộ. Mình là em cảm ơn anh Minh Hồ rất là nhiều luôn, hôm nay cũng ủng hộ cho nhóm 2 triệu đi ăn uống đồ, đi uống cà phê xả chết đồ. Anh Minh Hồ, anh em cũng có đi chung nhóm nha, cảm ơn anh. Em ăn bột chiên. Bột chiên chín nha anh Minh Hồ. Em ăn 5 tấn. Cảm ơn anh Minh Hồ rất là nhiều. Ăn 5 tấn. Thành nhóm của bên nhà. Em ăn rất là nhiều. Hoài kỹ. Ăn uống là ăn uống nên lộn hoài. Giờ sức khỏe. Thì á, chờ đánh tránh bữa ăn mà đi lộn với ổng hoài sao vậy? Nó đang giao dịch chứ không phải giao thiệp. Giao dịch đang quay bụng. Đừng chặt tôi bỏ đi về nha. Thôi. Tự nhiên về gì? Ăn cho ngon miệng. Chị có em à, chiên giòn giòn. Chị nhớ chiên giòn giòn với là chị đập 2 trứng vô cho chị Sa La Nguyễn. Chị thích ăn 2 trứng. Ở đây có bán xúc xích không chị? Động chợ đó. Thôi ơi, đâu có bán xúc xích đâu. Cái này là bột chiên mà. Chị chăm qua. Chị theo chị thấy là cái chầu này là ai trả là vừa. Theo chị thấy nãy giờ nó ngồi bên bển nó làm việc riêng thì chầu. Trời ơi, em liên quan gì không? À, liên quan chứ không liên quan. Sao? Anh Minh Hồ gặp anh chứ đâu gặp mấy người này đâu. Dẫn chơi thôi. Ừ. Chơi chơi vui. À, mọi người ơi, đến đây ăn bột chiên là được miễn nước nha. Mọi người phải bấm cái chữ bách hoặc là Hân Trần. Nó Hân Trần quảng cáo qua. Đây là được miễn phí nếp nước trà đá. Hay quá vậy trời. Cái này Hân Trần tự nói luôn, không biết có bao không. À, mời anh chị uống nước à. Mời chị Sala uống nước đi chị. Đó thấm giọng. Mà cậu có một là còn à. Mình chưa đi được đâu. Đây 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 đưa ra ly này ha. Ăn uống đi rồi lo mà đi làm gấp sách cho người ta xíu mấy ngày trời. Ủa góp thì chờ góp, ăn là phải ăn đó. Lúc em mượn em có nói từ đó không? Không ai nào góp giờ này chơi cái gì phải tối chơi trong Mỹ mà trong ngày đúng không? Sổ sách tính trong ban đêm không mà. Có em thiếu một ngày đó. Hai chồng này hay ha. Là ý em nói là không phải hay gì, ỷ ập yếm, à bụi. Ỷ ập ma đúng không? Nó đồ cảm giác nó đản. Ồ, nó đản. Anh chồng biết sao xa mặt cách lòng đó. Sao kỳ vậy cha? Sao mới lộn qua là sao cha? Mặt khách khẩu đó em. Khách khẩu gì? Mày khách khẩu cho em. Nói được, không nghe được. Ví dụ cái này, cái đồng nó không nặng này. Em đâu biết được đâu. Ừ, đâu có dịch ra được cái chữ dịch càng có lố không, đâu có lố con gặt, đâu có ai lố, thấy không? Giống như cái bài gì con nhỏ nó hát mà mình tới cái khúc là cái đến ngừng mà mình quên cái bài đó để cái nhộn nhé. Cái bài gì cái chuyện đó cũng quen rồi đó. Xỉn rồi, lâu quá à, anh về nha xỉn. Ủa, Quang đâu? Bơm bánh xe. Trời đất ơi. Con dễ dùm. Dạ có, cái ly lại thôi, uống cho. Cảm ơn rồi. Trời ơi má ơi. Uống trà đá thấy ngon à. Em nói nhiều quá, ăn em hơi cắt nước. Ăn ớt đi, cho nó lục lưỡi. Bé đâu không ăn ớt rồi. Cầm ăn ớt ông chồng. Giấy giá tử. Bé đâu ăn ớt. Bé ăn bụng rồi đó. Ăn bé đó, cũng bé đó. Bé ăn ớt không con? Con mới ớt. Thôi, cũng nó đâu ăn ớt. Em ăn bữa là lạc. Con ăn càng ngon. Sẽ hôm nay anh qua ủng hộ có vui không em? Muốn anh ủng hộ hoài không? Ở đây biết làm đây có bánh tay liên. Làm được.
thôi, một mình làm có ai nữa làm. Ví dụ buồn mệt uống buồn phạt hả? Ăn đi, rồi tối nó về chết với tôi nè. Cái gì chồng bị lộn hoài chứ sao kỳ ghê mời. Khẩu nghiệp quá. Đi thử luôn, phải lao lại nghe thử. Thử làm vậy nó phỉ mặt ơi vợ vậy đó chịu nổi không đưa nó lao thải luôn kìa mấy tỷ ăn hộp vệ sinh đâu có nhà ăn nhiều quá nhiều quá nhiều cách nào trời ơi ít nhiều ý ngồi vậy đó ờ nghe thơm mùi cột chiên rồi cả nhà ơi đập trứng vô rồi cả nhà ơi em qua ra em quay cho mọi người xem nè wow đó trứng lên wow xuất sắc luôn thơm quá mọi người hay quá vậy trời đập lần 5-6 trứng vô luôn đập quá trời trứng luôn xuất sắc luôn mấy ơi ăn với lại nước tương chua chua cay cay rồi quá khoát ha rồi đi thấy bột chiên ngon quá trời hấp dẫn quá trời anh nãy giờ thấy mà anh thấy em quay vú không mấy anh cái này là quay nó ảo lắm á quay nó tử đó cái bàn nó lúc đó vậy là phải chèm ở ngoài lấy thêm chén nước tương nữa xỉn rồi à, nước tương không có ăn ớt không biết ghen là gì hết á không biết ghen luôn không ăn cay là ghen lắm đó anh vậy đó em thấy cái camera chuyển cho em hoài đó nha bữa đêm lo đồ lo mỹ mà quá chị lo lắm đi. Phán danh nó địa chị nhiều hơn thì có đó. Nãy giờ nó ngó qua nó còn cười cười hoài kìa. Dễ sợ. Em biết kìa, mấy số biết. Một đây cũng hồn. Biết bao nhiêu số? Mấy số biết chứ. Biết. Làm khi đấy mình có nhiều lắm. Mấy mít. Ê, kêu mít rồi rõ ràng hôm qua chúng 30 triệu mua tặng mọi người sao cho coi được coi à qua chúng 30 đó hôm qua nghe nói ai dắt đi tối qua trời đâu có cho dắt đâu trời ơi chiến tử nè cảm ơn em Quang chiến tử cái này là hên xui đó nha lao lại đi rồi, chiều nay trúng số nữa chắc ngon á à. Mà người khác trúng đừng để chứ tự trúng thôi cả nhà ơi có kỳ vậy trời tự trúng nó trăm trúng mà không có làm gì hết trơn trúng mà không có cho cái này chín chín cho luôn 1.000 đủ trăm cái này là đúng không làm đi điện lưỡi đi mạnh luôn đi nặng luôn chị vô lập niềm may mắn lắm chị cảm ơn em tử nha em chứ cái số này rút được của em cảm ơn em ủa thấy chưa bả cho bả sợ bả sợ hết chứ ờ cảm ơn tiễn tử anh tám cả nhà bữa sáng cũng có hồn tao ghé số chung với tử mà đi cho ủa vậy 10 tờ vậy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trả lại tao tờ đưa em tiền nữa đưa 10.000 nữa đủ trời ơi định ăn gian quỷ ma luôn lại tử ngày vàng quá nè cưng đủ nha em cho lấy thôi chứ biết số này không bao giờ trúng nổi để trả lại đây trúng em chúng ăn chúng nhưng mà chúng ăn đúng rồi chiều nay có ba chị em mình chúng 668